Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái combo chế xe ba bánh máy xăng. Loại này sử dụng lốp gai cao, tải trọng 500 kg. Bộ này thì có thể sử dụng cầu nhỏ cũng được, tuy nhiên là có những bác khách thì thích cầu to, thì bên em lên bộ cầu to cho khách hàng có nhiều lựa chọn. Bộ này thì em trang bị toàn hàng nhập loại tốt, toàn đồ hàng nhập thôi các bác nhé, lò xo và hàng loại 1. Ví dụ như cái số phụ này, số này cũng là số 2 lò xo. Cái này có khả năng tự giữ vị trí, không cần căn chỉnh nhiều như cái số phụ bình thường, và cân nặng của nó cũng nặng hơn 1 kg so với loại kia. Bánh thì gai cao các bác nhé. Đây, vành nhập này, đèn halogen này, nhíp hàng nhập 5 lá, dài 75 cm, bản 5, có gân tăng cứng. Phụ kiện thì đầy đủ, quang nhíp, mặt bích, tai phanh, số lùi, số phụ, phanh tay. Bộ này thì vẫn cứ đầy đủ các bác nhé, chỉ khác một chút về mẫu bánh tải nhẹ hơn và nhíp tải nhẹ hơn thôi, còn cầu thì vẫn là trang bị cầu tốt. Loại này thì bên em có các cái cỡ từ 80 cho đến 1m2, lắp bánh thì nó sẽ ra 90, 1m, 1m1 và 1m2 và 1m3 nhé. Mọi thắc mắc về sản phẩm xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.